Dạ ừ, vâng, dạ vâng, dạ vâng ạ. À đây, còn nói cho ừ. mọi người thêm một cái này nữa, mọi người yêu cầu mọi người về nhà nghiên cứu này của thầy đi. Cái này cái cái quan trọng lắm. Mà mỗi khóa này phải có đấy. Đó là phương pháp 5Y. Nói tư duy nguyên bản nhé. cái này thì trong quá trình người Việt Nam làm thì hay thiếu cái cái này cho nên đến lúc đưa ra các thông tin yêu cầu thiếu nhiều lắm thầy ạ yeah. Thế giả sử như có việc gì cần xử lý đúng không thì họ phải giả sử họ có những cái câu hỏi như này họ sẽ đưa ra một cái đầu bàn nó sẽ rất chuẩn nó sẽ phù hợp còn đây họ chỉ nói cái mong muốn chung chung là có cái việc này việc kia thôi đến lúc làm việc nó mất thời gian mà nó lâu Yeah. <laughs> thôi cái này thì mọi người chú ý đọc cái này nó thay đổi tất nhiên là thay đổi cái cái máy xét của mọi người đấy không phải là cái tư duy lý thuyết được từ từ đợi tên qua vừa xem thì ghi chép bao nhiêu cái thấy hay quá trước đi họ liệu rượu về xong đi. thấy hay quá tối lần này người đọc xem lại một lần video nữa đây xem đúng cái video này thôi đừng xem video khác video khác tham khảo tính anh thì nhất xong ông kiều nói hai ông kiều ông trao đổi nó ấy đọc đúng cái này Thế trong video này thì ở đây thì nói luôn như này. Introducing the English test designed for you. Convenient, fast, affordable. Chắc chắn là cái tư duy mọi người thay đổi, đổi sau video này. Hộp các quý ước làm là gì? Cỗ máy tìm kiếm năng lượng tinh thần và một vấn đề đầu tiên chúng tuy nhiên chỉ ra trong tất cả bất tích năng lượng tinh sự việc một cách hợp chúng ta cần đào vấn đề đâu mới là nếu tôi sai thì cái ông uh, Scarlett này thì uh, tham khảo được các bạn câu hỏi này, thôi bỏ qua đây cái này nhá mình tìm hiểu cái này đi tức là có một cái sự cố ở đó khi chúng ta vận hành không nghệ tin thì nó sẽ có sự cố thầy đấy ta lấy ví dụ một cái sự cố liên quan đến đúng cái cái cái, cái video đi tức là đôi lúc chúng ta là, là nhân viên đấy tôi thấy là tại sao sếp hỏi nhiều thế nhưng mục đích của sếp là tìm nó rút cốt để làm sao mình phòng ngừa để tất cả những người lãnh đạo không càng cấp cao người ta mong muốn đấy để... chưa ông nhân viên nhiều khi ông chỉ là nhìn ừ. hiện tượng thôi sau từ cái này mình sẽ làm một cái ví dụ nữa là liên quan đến phần database để mình hiểu. Còn các cái ví dụ thì nó đa dạng lắm. Thì sau này giả sử như mọi người có cái 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 vấn đề đấy mình cần tìm hiểu sâu hơn thì mọi người có thể chat lên trao đổi. Đây. Ông này gốc của ông này tư, tư duy năm quay của ông uh, tôi Toy, Toyota của cái ông chủ tịch tôi Toyota này. Có một con robot là Hàn nó bị ngừng mình là người vận hành đúng không khi mà giả sử có ngừng hoạt động chẳng hạn thế thì mình hay báo cáo sếp là báo cáo anh là cái này là nó bị ngừng hoạt động từ lúc này đến lúc này ngừng xong rồi đến cái mức độ ảnh hưởng của nó là là không được uh, toàn bộ hệ thống cả dừng toàn bộ hệ thống sản xuất máy gì nữa nhỉ cả à, robot ngừng toàn bộ phần trong quá trình mà robot nó nó hoạt động máy một cái thành phần nào đó bị hỏng coi hỏng dừng toàn bộ Thế thì tại sao nữa? Mình phải hỏi tại sao nhé. Câu một tại sao robot ngừng chạy? Thì sếp sẽ hỏi mình câu đấy. Thì mình thấy là mình đi kiểm tra mình chưa biết tại sao đúng Đi nhìn nhìn ròm ròm ở đây, hình cái mạch này bị nó bị bị quá tải. Rồi cầu chì nó đứt. Mình nhìn thấy đúng đấy, đấy, mình nhìn thấy cầu chì đứt. Đấy, báo cáo là mạch bị quá tải rồi sếp. tại sao là cái mạch này quá tải? Thì lại đi mò tiếp, lại đi mò tiếp đấy tìm ra cái ờ do cái ổ bi nó hết dầu nên nó cứng lại nó 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 làm quá tải thì tại sao cái ổ bi lại hết dầu hết dầu ấy thì bình thường nó có cái gọi là cái bơm bơm vào dầu đó đấy thì cái bộ phận bơm dầu này trên robot này thì nó bơm không đủ mà gần bơm vẫn không 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 đáng kể mấy thế tại sao bộ phận đó lại không bơm không đủ dầu lại nó nó đi mình tìm tiếp thằng okay, kỹ thuật viên của mình mà. Thì lỗ dầu bị vụn kim loại làm tắc. Đấy. Thì mình hỏi tiếp là tại sao cái lỗ dầu bị vụn kim loại tắc? Thì cùng là cái bơm không có bộ lọc. Tại vì nguyên 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 nhân của root cause chính là cái bơm hộ bộ lọc. Tại tìm mới được rồi thì mình sẽ sẽ khắc phục được thôi thế thì uh, qua cái sự cố này thì mình tìm đưa rút ra bài học như thế nào thứ nhất là mình phải ra cố cái cái nguyên cái gốc kìa, bơm kìa. bộ lọc của bơm đúng không kiểm tra em nào chu kỳ của nó dùng bao lâu bao lâu phải thay một lần nếu không thay thì phải có sẵn cái đồ mua sẵn đồ để thay thế khi mà nó bị tắc bị lọc thì mình thay vào đúng không đấy là cái gốc của vấn đề quay trở lại cái bài toán của mình ví dụ như là khi mình vận hành ra bay thì bên uh, ừ. nghiệp vụ những cái đổ cho mình là do đầy uh, do, do, do 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 cao tải ra bay đúng không? thì mình đúng là mình thấy là nó cao tải thật cao tải đây thì hiện là ví dụ io nó cũng cao và đôi lúc cpu nó cũng cao thế thì nguyên nhân là nguyên nhân là, là gốc của là do cao tải ở bay à? mọi người thử suy nghĩ xem mình mà nhận cao tài database là do mình mà mình là thằng bia nhỉ thì do mình thôi sau này trừ lương thì nhất là do mình cái tư duy này thì uh, thực sự là như bên thầy cũng gặp nhiều đấy Nó như đối với trò vận hành database của mình cũng cũng gặp mình, mình cũng bị dí cái, cái như thế này nhưng gần đây cái tay tư duy nó thay đổi sẽ tính đạo thay đổi chứ lúc đầu mình không hiểu Bây giờ qua cái này mình hiểu rất kỹ trước mình hiểu dần dần qua cái này mình hiểu rất kỹ rồi thì mình trả lời lại quay lại nhé tại sao tôi bây có cao tải hay là ta uh, tôi bây cao tải do cái nguyên nhân gì do câu lệnh gì hay do tự nhiên có nó có bất nó gây cao tải thì mình tìm hiểu tiếp đúng không mình mò ra ơi ông này có câu lệnh này hay là có người dùng này nó chạy vào thời điểm đấy chiếm nhiều tem cũng nằm dưới cao tải một trường hợp lúc đấy mình tìm trong ấy tipson nhá mình tìm cái song script của thầy ấy. hoặc là hai dùng OEM cũng cũng nhõng nhìn ra phần hoặc thứ hai là có rất nhiều câu lệnh này chạy câu lệnh này mình lấy ra nhá những cái gì mà có nguy cơ mình lấy ra hết mình phân tích đây ông này không phải đây tèo nhiều trường hợp có những câu lệnh nó, nó ăn trăm phần trăm cpu nhưng câu lệnh nào mà như ăn nhiều trăm phần trăm cpu nhiều cpu thì chắc chắn mình chỉ cần tạo index là ngon ngay có nhiều trường hợp thầy hỗ trợ bên ngoài nhiều khi thì đúng một cái câu lệnh để tạo index rất ngon mà nhiều khi người ta không nhìn ra được vấn đề nó cứ chậm treo suốt nhưng chậm treo thì lấy lại tập trung và xử lý nó không 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 sau này không có vết đấy do câu lệnh đấy đúng không do câu lệnh đấy hay là do cái bảng mà theo chu kỳ của nó dọn là một năm mà mình để cho nó 5 năm rồi thì lúc giả sử nó quét ít thì không sao đúng không nhưng nó quét nhiều không may câu lệnh nó nhầm que nó quét ở ôn thì toi Đấy. Đấy. cho em hỏi chút được không? Hỏi đi, hỏi đi. Em hỏi về cái việc dọn dọn về, về bảng ấy. Thì đưa tới em có hai con database em cần phải dọn bảng. Thì hôm trước em có trao đổi với thầy ấy. Thế nhưng mà em đang vẫn chưa chưa có cái cái phương án nắm tức thường các bảng của bọn em lưu trong vòng vài năm rồi. Thì bây giờ cái dữ liệu mà mong muốn của họ có thể là một năm sáu tháng tất nhiên là là mình sẽ phải khảo sát cho họ là ví dụ một năm nó là bao nhiêu sáu tháng dung lượng là bao nhiêu thế thì trong quá trình dọn dẹp thì mình không thể ví dụ như là xóa dần 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 bởi vì xóa như thế thì nó sinh ra lốc rồi rất nhiều vấn đề mà tài nguyên thì có hạn đấy đấy thì em đang tính mà cái bảng đấy thì mình được hiểu là có thể offline được chứ không không đến mức online tạo bằng mới xong đi dữ liệu sang dạ tạo bằng mới xong đi dữ liệu cần thiết sang nhưng mà trên MySQL thì nó lại không có cái lâu lốc kinh ấy cho nên là nếu mà tạo một cái bảng mới sang ví dụ cái dung lượng là khoảng 300 trăm ổ cứng thì nó không đủ chẳng hạn đấy thì là cái những cái khó thì em đang tính có một phương án này thì không biết có được không thì thì, thì đầu tiên là em em sẽ backup toàn bộ database giống như đấy này sau đó thì em sẽ đâm database theo điều kiện quay ấy thì ví dụ như mình đâm một năm cái gì đó thì sau đó thì mình sẽ chăn kết thẳng cái bảng ấy luôn và mình insert lại được không ạ được nhưng, nhưng mà theo vậy. em thì cái cái phương mà ví dụ như em giả sử em 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 nhưng mà grid crit as select thì nó sẽ là cái dung lượng bảng đấy nó sẽ nhân đôi thì cũng không hợp lý thầy nhỉ nếu mà còn đủ cứng thì thì có thể tạo như thế nhưng mà tốc độ nó như nào nhỉ về cái lệnh đấy crit as select là nhanh đấy. nhanh lắm không ạ nhanh lắm nhanh hơn ic nếu thầy. mà, nhưng mà theo em hiểu thì bản chất nó vẫn phải copy dữ liệu từ bảng này sang bảng đúng rồi, chính xác ừ. nhưng mà vấn đề là mình lấy một phần dữ liệu thôi mà mình có phải là mình đã xác định off được bảng đấy là mình lấy một phần dữ liệu của nó thôi đúng không Tức là create select nhà. Đúng rồi, e cái bảng xong, xong thì quay được viện. Đúng rồi, quay được kiện mình ví dụ lấy một tháng hay 2 tháng hay 3 tháng hay 1 vâng. năm đúng không? Mà cái bảng kia mới năm rồi. Nhưng mà cái bảng kia thì thì xong mình sẽ re-lên cái bảng kia. đi lên xong khác nó xong đó rồi là mình export ra ngoài xong mình drop đi thôi. Chẳng kết gì. Nhưng mà drop bảng thì ví dụ như là nó sẽ có cái dependency với các bảng khác ấy thì nhiều khi mình drop nó không cho drop mà ví dụ nó nó khoảng hai 3 bảng liền nhau. Không đi redundancy của mình khi mình mình tạo bảng mới kia mình phải đi redundancy về cái bảng mới kia chứ. Như vậy là các cái bảng phụ thuộc của nó mình phải thay đổi lại. Mình phải tắt trước, bạn. mình phải tắt tắt redundancy trước xong mình tắt. redundancy trước sau khi mà mình đã xử lý xong mình đi redundancy về cái cái bảng mới của mình kìa. Thì redundancy thì theo theo em hiểu là có hai cái là khóa ngoài và khóa chính đúng không? Uh, redundancy thường thường là thường là khóa ngoài chứ. À có khóa chính vâng. của bảng này nhưng mà nó đã có ngoài của bảng kia vâng mỗi đang vâng. buộc thế nào mà mình tắt cái đấy đi là mình sẽ làm nào thấy mình an cái gọi là cái con cái đấy gọi cái con trên nhưng mà an con trên đấy nó off đi thôi đi để bổ đi an vâng. con trên tên con trên đấy đúng không vâng. Off đi bản chất vâng. của nó khi mình tạo cái bảng mới của mình ấy mình tạo bảng bảng xong ấy sau đó mình tạo khoảng con trên nữa rồi thì khi đó mình đổi cái tên cái bảng 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 hiện tại của mình thành bảng âu ấy thì khi đó bản chất của mình con trên nó đã ăn vào bảng mới kia rồi tức là mình tạo ra một cái bảng đầu tiên là mình tạo ra một bản new chẳng hạn thế đúng không cái tên đúng nó chắn nó thì new đúng rồi có... sau đó thì thì mình sẽ có cả con trên đấy có tất à, cả à, con trên tạo sau cũng được con trên tạo sau được mà... đấy mà grid and select thì em hiểu là nó sẽ tạo cả cái trên luôn đúng không grid and select uh... grid and select nó chưa chưa tạo đâu nó chỉ tạo mỗi dữ liệu thôi Vâng, thế thì Mà sau đó mình anh đấy, sẽ Chưa tạo index, chưa tạo index, chưa tạo con trên Vâng, thế sau đó vâng, mình sẽ an tên thằng con con trên kia đi đúng Sau rồi. đầu vào bảng mới mình tạo con trên cho nó giống như thế Và sau đó mình lại relame nốt bảng là xong đúng, không? đúng rồi Cái bảng cũ vâng. mình đừng đừng làm gì, chả làm gì đâu Bảng cũ kệ nó Bảng cũ, bảng cũ thì mình phải drop hay gì đó đi chứ đúng không? Về về lý thuyết Bảng cũ thì mình chỉ lấy ý là drop đi thôi ta mình backup ta xong mình drop đi thôi và mình drop nó đi xong mình đổi cái bảng mới thành cái tên cũ đúng không? Đúng, enter, ạ? đúng rồi, alter bảng uh, new thành bảng này, thì hiện tại, tên hiện tại là cũ đấy. Dạ vâng, ok ạ. Làm thủ tục kỹ vào mà làm vào. Không, đó, em uh, phải lắp cẩn thận chứ vì em Lắp cái này, là thủ tục rồi. kỹ vào, làm cho nó yên tâm. Vâng. vâng. em làm cẩn thận mà. Đấy thì khi đó là mình phải uh, mình sẽ hỏi tiếp là tại sao mình tìm được câu lệnh đúng không? Tìm được câu lệnh hay một cái, cái, cái một cái user đó hay là một cái 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 ứng dụng của nó nó gây session. Nó phải ấy chứ nó phải thế thì tại sao mình phải hỏi tiếp là tại sao cái câu lệnh đấy nó lại không ăn index hay là không có index hay là tại sao thằng tem kia là chiếm nhiều tùy nhiệm nghiệp vụ tùy từng cái lúc nhé Thụ tại sao nó lại chiếm được tem bởi vì do nó viết kém quá thế tại sao nó viết kém bởi vì nó là nhân viên mới à? thế mình không biết viết câu lệnh tại hình nguyên nhân thì chắc là cũng rõ ràng hơn rồi đúng không tại do nhân viên mới nên không biết viết câu lệnh nó viết nó order nó hát hoặc nếu câu lệnh tiếp theo là câu lệnh tại sao câu lệnh đấy nó lại là là là, là không can index để gây ra CPU là một trăm phần trăm thế tại sao một là cái index thì có vấn đề ai đã xóa đi rồi chứ tự nhiên là không ăn đấy thì khó cái việc mà đang có đấy rồi mà nó không không dùng như đấy là nó nó có vấn đề không không, 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 không ổn hay là do, do ghe giờ sắp nó thiếu nó phải có nguyên nhân. đấy thì mọi người có hỏi lần được vài thì đấy mình ngay cứ cuối cùng nó có phải do ông DBA đâu ông DBA ông quản lý nếu thiếu table space đúng không thiếu dung lượng là ông, ông DBA không chịu nhiệm những cái đây nó do câu lệnh do ông kia biết kém rồi hoặc là do thiết kế kém hay do gì đấy nhưng ông DBA nhiều khi có trách nhiệm là dọn dẹp hoặc cảnh báo dọn dẹp mà ông không làm được thì cũng không được ông DBA có trách nhiệm là tìm ra những câu lệnh thường xuyên một tháng một lần hay là những cái quan trọng một ngày hay một ngày mình phải tà soát liên tục câu lệnh có gì thì mình phải cảnh báo mà ông cũng cảnh báo kịp thời để xảy ra nó cũng chờ mình thấy động trách nhiệm nó là trách nhiệm ra thì nó dễ chứ mình đừng lo là do mình hết tất cả mấy đàn đúng trách nhiệm của mình dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng câu lệnh mình mình trách ra chưa tối ưu thì cùng mình nó phối hợp ít nhất là mình email cho nó để nó biết bởi vì nó là thằng trách nhiệm chính là phải tối ưu câu lệnh ứng ừ dụng thì nhẹ không phải đâu ông nào mỗi ứng dụng nghiệp vụ bên trên nên chứ nó phải bị biết cả câu lệnh SQL đấy là nhìn chính nhiệm của ông còn nếu mà ông nào giao trong biên bản của mình mà mình nhận cái công việc mà liên quan đến tối ưu cả câu lệnh SQL nên nhiều khi tối ưu SQL khó phết đấy thì nghiệp vụ làm lâu phết đấy không đơn giản đâu những câu lệnh nhiều khi cả trang A4 mấy trang A4 tối ưu khó phết ấy. thì những nguyên tắc liên quan đến index, từ Python, Gather, tích mình phải làm đủ hết đấy thì mình cứ đấy nguyên tắc uh, 5 năm ngoái mọi người cố gắng về thực tập đọc kỹ cái bài này đi bài có thầy 1, cho em hỏi liên quan partition chút được không ừ hỏi đi ví dụ như bảng ví dụ bảng to đấy của em đi em đánh partition ví dụ uh, vòng đời dữ liệu là một năm đi thì em đánh partition một năm hoặc sáu tháng thế thì uh, cái việc mà em phân kết theo partition thì có nó có cho cho, cho thường nó có cho chăn kết theo partition không nhỉ thầy nhỉ có chăn kết partition khi mà giả sử dữ liệu mà to thì mình mình mình, mình tạo được partition rồi thì rất tốt sau này mình trang kết thì nó sẽ gọn mà nó không bị phân mảnh vâng cho em hỏi về cái ba tinh đấy thì khi mình tạo một cái ba thần thì cái những cái ví dụ như là, là về dung lượng hay là về cái gì đấy nó sẽ chiếm hay như nào không ạ nó như bình thường tới... nó như bình thường của mình thôi dung lượng nó vẫn nêu ở dạng block thôi vâng như vậy là mình sẽ thứ nhất theo em được hiểu là sẽ không sinh ra ra, ra dung lượng khác đúng không ạ thầy không 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 sinh ra dung lượng khác, khác. nó giống vâng, như là bản thứ, dạ. thường vâng thứ hai là là trong cái 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 việc mà cái về cái partition đấy ấy, thì ví dụ là mình phải đánh online offline hay như nào không ạ à? về tải điếc cái gì nhà không ạ về cái tác động của nó liên quan đến database à, Python thì có những trường hợp mình add thêm Python và có thể gây treo database đấy gây treo các bảng đấy do đó những bảng quan trọng là mình cũng nên cũng nên làm ngoài giờ làm buổi đêm vâng. có nhiều trường hợp 11 một Hoặc... giờ đêm thầy đánh Python nó còn còn treo cơ mà vâng tức là theo em hiểu là có thể là do nó, nó gọi nhiều thì mình gọi nhiều vâng mình ở chế độ maintain đúng không thầy? tức là mình có thể ngắt được ứng dụng hay gì đấy là tốt nhất. Sau đó mình đánh ba tay đúng không ạ? Ừ, thực chất là mình đừng nên can thiệp nhiều vào ứng dụng kệ cái ứng dụng nó chạy sau khi mình nằm không. Xong bọn thì em thì à. có những cái hệ thống có thể được uh, tắt ứng dụng ấy. Biểu mất công phối hợp, là, hợp là mình mất công, công phối trên. hợp, vâng. mình kệ vâng. thôi và sau khi làm xong thì nhờ ứng dụng nó ch trích lại thôi. À ạ. Vâng. Mình chả phải vâng. làm gì đâu, đỡ mất công cho nó phải nó phải trích. Chứ vâng. suốt này phối hợp đi phối hợp lại với nó nhiều mất công. Nữa. Vâng, thế như vậy là về theo em hiểu là, là khi đánh partition nó sẽ không bị tác động gì đến database nhiều đúng không? Đúng ví dụ rồi. như là nó sẽ có thể gây lên ví dụ lock bảng hay gì đấy thôi đúng không ạ? Có lock bảng và thứ hai là có những ứng dụng mà liên tục thì đôi lúc là nó phải tắt ứng dụng đấy. và vâng. Nhưng mà phần lớn okay. là không không bị tắt đâu. Nếu mà Nhưng mà cái cái em... việc đánh partition nó có lâu không ạ? Ví dụ như em lấy ví dụ như là dữ liệu của em lớn đi thì ví dụ của em lấy ví dụ là 300 gb đi trong đó có 150 gb là của Sơn 15 xong rồi năm tiếp theo chẳng hạn thế thì cái là hả? cái khác. Cái Patterson là cái mình tạo ra cái cấu trúc bảng sau đó mình phải insert dữ liệu vào. Chứ không phải là bảng không ăn không Patterson mà mình tự tạo tạo Patterson đâu. Là mình phải tạo ra cái... em đang hỏi chỗ đấy đó. Mình, ra cái nó liệu ra. À cái như vậy là giống như kiểu ấy mình phải tạo một cái bảng mới hả à, thầy? Đúng rồi, tạo mới, sẵn à. chính xác, chính xác, chuẩn. Ừ. Nếu mà như vậy thì theo em hiểu rồi, như vậy là là cái công, ừ. công việc dọn dẹp của mình khi mình chuyển sang cái mình sẽ về cơ bản là mình cứ tạo một cái bảng mới, mình chuẩn bị partition sẵn cho nó đi. Đúng sau rồi đó rồi. mình sẽ thì Nhưng sang. mà Grid AS Select có được tạo tạo partition không thầy? Grid AS Select thì Grid Table xong mình ở các cái option phía dưới mình cũng tạo partition phía dưới thì vẫn ok. Nhưng câu lệnh okay nó dài thì... lắm, câu lệnh nó dài thế như vậy Chris Ayat uh, là là có thêm Patterson nữa là tối ưu đấy nhỉ thầy nhỉ được cũng <laughs> được <cười> vâng ok ạ đấy thì cái phần mà thủ tục mà liên quan đến phần mà chuyển bảng uh, không uh, Python sang Python đi, thì thầy đặt đây đây này đây này quá ngon ạ nó là quả lý Python nhé thì có những cái mà lúc mà khi mình chuyển từ bảng không Python sang Python theo ngày cho tháng năm đây này ba cái linh này giả sử theo ngày nhé đấy, nhá. đấy thì nguyên tắc của nó mỗi thế thôi tạo bảng mơ tạo bảng đúng không à, đổi tên bảng hiện tại thành bảng nopad tạo bảng mới theo cái skip đấy ở trên đấy sau đó mình add Python cho đủ theo mấy năm insert dữ liệu vào sau khi insert xong mình monitor xem quá trình insert như nào tạo index à, còn có thể thêm một cái bước nữa là chuyển cái index sang một cái table space cho nó đúng set loading nhé mọi người bước là được có một trường hợp khác nữa đây thì lấy luôn này là insert dữ liệu insert dữ liệu từng phần tức là có trường hợp, cái bảng to luôn có cái dữ liệu online tức là trong một tháng đây nó thay đổi thì những dữ liệu cũ một tháng thì mình có thể insert trước thì khi mà mình ngắt hệ thống thì cái phần đau thang của mình nó nhỏ, nhỏ 5 phút nó nhanh đấy thì mình tạo bảng các thứ xong rồi mình insert một phần ví dụ mình xác định thời điểm là một tháng hay ba tháng nó 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 không thay đổi dữ liệu đúng không sau đấy trong trong vòng một tháng hay ba tháng này nó mới thay đổi dữ liệu thôi đây là thầy ví dụ trong mốc này tính như xong là mình cũng có phần đối soát dữ liệu xong nhé xong khi xuất hiện xong thì bắt đầu đến buổi mà đêm mà mình cắt cắt chuyển đấy thì mình đổi tên bảng thành bằng âu sau đó insert vào bảng lưu này lấy dữ liệu từ bằng âu từ từ, cái thời điểm nào ví dụ hai năm tháng 4 hai ngày hai bảy được một trăm hai ba triệu sau khi xong mình tạo index xôi xong xuôi hết thì mình cao lại xem ok không hai thằng ok bắt đầu đổi lại thì bảng thế là xong thì cho em lại cho em hỏi chút chỗ này ờ, nếu mà theo em hiểu cái cách làm này là đầu tiên mình sẽ có một cái bảng dữ liệu mang tính âu ví dụ như là là dữ liệu là của từ từ lịch sử của nó cho đến đến trừ 6 tháng đi thì sau ừ. đó thì dữ liệu của cái bảng 6 tháng sau khi mình dọn dẹp xong rồi thì nó cứ ấp dữ liệu vào thường xuyên thế như vậy là là trong quá trình ví dụ như trước khi dọn dẹp thì mình sẽ chuyển cái phần dữ liệu đấy sang một cái bảng âu sau đó thì dữ liệu bắt đầu mới được dọn dẹp đúng không ạ cái dọn dẹp đây là cái dọn dẹp kiểu khác nhé đây là mình đây là chuyển từ cái phần không Python sang Python vâng, vâng. À, cái bảng không Python mình có thể 3 năm nhưng mà chuyển chuyển sang cái bảng Python mình có thể lưu 6 tháng sau đó hàng tháng hoặc là hàng tháng hay là hay là hai ba tháng hay là tháng quý mình phải dọn ra dọn lần chứ mình lại vâng. phải cái dữ liệu mà 3 tháng ra ngoài sau đó là mình để cho cái bảng hiện tại của mình là tinh gọn đấy vâng Đấy. Thì nếu mà sau này có partition là mình cứ chăn kết theo cái partition Ờ chăn kết, ờ, ra ngoài chăn kết thôi Dạ thì là các bạn nó càng gọn thì sau này giả sử cái sợ khi có ba rồi cái sợ nhất cái trường hợp ấy là những ông gắt nào Ông hay hay select nhầm thì cũng que thôi còn khi ông đã select đúng cái cái, cái rồi thì chẳng sao cả nhiều khi cái ba từ năm 2008 nghìn hai năm lâu lắm 20 năm chẳng sao nhưng mà có lợi chuẩn ứng dụng thì thường thường nó làm chuẩn nhưng mà những ông mới vào cũng hay hay select order đó là mình khổ mình nó là nó đã cần bao nhiêu patience nó sẽ đúng ở đấy nhưng khi ông quên que nhanh thế quên cái trường patience kỳ quên xây đất bừa thì chết mình bởi vì hệ thống công nghệ tin nào nó cũng có các thằng ứng dụng nó vào nó cần hỗ trợ trực tiếp vào database thì đấy mới là vấn đề cái patience ngày hôm sau học kỹ hơn chút nam lát đấy sẽ giảm kỹ hơn phần patience hôm buổi sau cái version này ông nào thi OCP cũng chả biết đâu nhá chả biết như là nó không có kiến thức trong OCP và OCE cũng chả có những ai mà làm cái phần nghiệp vụ ai hỗ trợ phần tối ưu là thứ bởi vì nguyên làm cái phần Python với đấy chuẩn thì nó đã giải quyết cho mình rất nhiều vấn đề rồi nó không phải ai hiểu phần này nha. nên hôm sau mọi người cố gắng thì hỏi kỹ hỏi nhiều mà thì nó vỡ là nhiều thứ rồi ok nhé, nay sẽ có một bài tập liên quan đến uh, first principle thinking đấy, mọi người phải xem cái đấy và và trả lời một số câu hỏi. Ok, cảm ơn mọi người nhé. Em cảm ơn thầy. Ok, chào mọi người. Chào thầy giáo, chào các okay. bạn, chào tất cả các bạn ạ. Chào, chào thầy. Ai. Okay.